Chị nghĩ em hợp với cái sản phẩm gì đó chị? Để năm nay em làm coi. Thuốc rụng tóc. Thuốc rụng tóc. Rụng tóc. Ai mà tóc nhiều uống như cho rụng bớt. Rụng bớt. Thì cứ đúng là cái khung giờ là 4-5 giờ là cái giờ tụi con dọn hàng á. Thì ông này chạy chiếc xe Sachi á, cô chú chạy ngang qua cái quán họ nẹt bô. Cứ nẹt bô liên tục tháng trời. Mà nó chịu bỏ cái quầy xịt nướng đó mà nó đi chơi con không? Dạ không chịu. Nghe ngày rầm, nghe ngày rầm. Thì con mới ngủ này thôi, qua nhà em ngủ đi. Tại về nhìn lâu lâu mới ở bên nhau vậy thôi. Tối nay anh qua nhà em ngủ đi. Ông này mới nói là em cứ đồng ý với anh không? Mà em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Rất là phu thê. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Con tên là Mỹ Hưng, năm nay 25 tuổi. Công việc của con là nhân viên văn phòng trong ngành truyền thông quảng cáo. Bên cạnh đó thì con cũng đang kinh doanh khô bò online cùng với gia đình. Trời, số điện thoại nha. Ai cũng kinh doanh online hết trơn hết trời. Chị nghĩ em hợp với cái sản phẩm gì đó chị? Để năm nay em làm coi. Thuốc rụng tóc. Thuốc rụng tóc. Rụng tóc. Ai mà tóc nhiều quá uống như cho rụng bớt. Rụng bớt. Rồi mời. Dạ, lần đầu tiên con xin gửi lời chào đến chú Thuận, cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả được xem chương trình. Con tên là Bảo Long, năm nay con 26 tuổi. Yeah. À, nghề nghiệp của con là con làm cảnh sát. Trời, sao mặt chị hình sự. Nhưng mà cái lỗ mũi mà giàu lắm nè. Có khi nào mà đang làm cái chuyển qua kinh doanh á. À, nó nghe nè, vậy là cái lần đầu tiên gặp nhau chắc chắc đang vi phạm một cái lỗi gì đó. Dạ. Kinh doanh khô bò có gì đâu bắt người ta mà vi phạm. Bắt thường hết con. Không phải đi trên đường. Ngộ đi trên đường đâu chừng cái ngày đó là. Cái này là phải cứu. Ví dụ phải như cứu. Là mỹ nhân đang đi ngoài đường. Đi giao khô bò. Gặp bọn cướp. À. Đúng không? Gặp bọn cướp. Hai đứa quen nhau trong trường hợp đó đúng không? Dạ đúng. Dần dần thôi. Con nói đi làm sao nè. Lúc đó con còn là sinh viên thì con có kinh doanh, con rất là thích kinh doanh nên từ lúc con sinh viên là con đã mở một cái quán ăn. Tình cờ thì hôm đó thì anh này đến ăn. Lần đầu tiên xuất hiện thì đó giờ con đều nghe mọi người nói là sẽ gặp một cái người nào đó giống như tiếng sét ái tình đó cô chú. Thì lần đầu tiên con gặp ông này là con cảm thấy giống như là sét luôn. Dạ con thích luôn. Con mở cái quán ăn vặt hả? Dạ lúc đó con bán nem nướng chả lụi á cô chú. Dạ. Rồi thích rồi con làm sao? Con sắm xét có thích liền không? Con có thích liền không? Con thích bao? Dạ có. Con gặp anh này á thì con tỷ quán của con là đưa menu ra xong rồi khách chọn rồi mới gửi lại cho quầy để bắt đầu làm. Thì ông này á ngoài cái việc mà ông chọn thì ông còn vẽ hình này hình kia, con này con nọ, vẽ trái tim đồ này kia. Mà sao tự nhiên cầm viết người ta vẽ vậy? Thích mà thích thích nhỏ này vô là thích liền rồi. Lúc đó là con nghĩ là trời ông này đang thả thính mình. Con mới nhìn để ý ông này ăn hết một cái phần ăn rồi mà chưa chịu về. Cứ ngồi đó mấy tiếng đồng hồ. Gì? Mà ngồi cái... mấy tiếng? Dạ đúng rồi. Ở đó bọn canh mắt tội phạm luôn. Mà xong cái những ngày sau đó thì cứ đúng là cái khung giờ là 4-5 giờ là cái giờ tụi con dọn hàng á. Thì ông này chạy chiếc xe Sachi á cô chú. Thì chiếc xe đó là tay cô chạy ngang qua cái quán họ nẹt bô. Cứ nẹt bô liên tục tháng trời. Nhưng mà con nẹt bô nhưng mà con có tấp vô ăn không? Dạ có lúc qua tấp vô nữa. Nhưng mà cái bữa đầu tiên mắc gì con ngồi chỉ mấy tiếng đồng hồ vậy? Ăn xong rồi còn ngồi lại chi? Con thấy vợ con đẹp quá. Con ngồi ngắm vậy đó. Đúng nhìn má thôi. Đúng gu luôn. Ủa cái gu của con là gu gì? Dạ là người phụ nữ biết kinh doanh, biết làm ăn rồi nói chuyện lịch sự lễ phép. Rồi con có kêu đừng nẹt bô không? Có, con nói là ở đây bà con bán vốn quá, sao anh nẹt bô hoài vậy? Anh chạy xe bình thường đi. Rồi ông trả lời sao? Ông này đỡ bên, thôi vậy nữa anh bóp kèn. Ủa nhưng mà là ngày đầu tiên là hai đứa có cho nhau số điện thoại không? Dạ thời điểm đó chỉ hỏi tên thôi. Rồi bao lâu? Bao lâu thì bao mới lâu? Khoảng 2-3 ngày nữa tụi con mới trên Facebook nhau. Rồi xong rồi chừng nào con mới rủ con bé Hân đi chơi? Chắc cũng tầm tháng à. Rồi nó chịu bỏ cái quầy thịt nướng đó mà nó đi chơi con không? Dạ không chịu. Nghe ngày rầm. Nghe ngày rầm. Cũng canh nghe ngày rầm chứ bộ. Ngày rầm nó nghỉ mà. Rầm nó nghỉ mà. Đúng rồi. Kể con nghe thôi. Nay rầm thôi. Ngày hẹn hò đầu tiên đi chùa. Vợ con cũng thích ở trong thích đi chùa đi viếng này nọ. Thì tụi con mới bắt đầu hẹn hò ở nhau. Bữa đó tay không? Dạ chưa. Bao lâu thì là giới thiệu cho gia đình biết? Lúc mà đi chùa thì anh này chia sẻ với con là anh này đi chùa bà luôn, là đi chùa thì cũng cầu xin có một người yêu, một người vợ như vậy. Thì ngay ngày con hỏi là ngay cái ngày mà anh đó cầu thì cái ngày đó cũng là ngày con đi chùa, nhưng mà con đi ở một cái chùa khác, con cũng cầu nguyện vọng vậy luôn. Cứ sinh ra là để dành cho nhau đó nghe trời. Nên tâm linh rồi cái con mới nói ra này, khi nào tụi mình làm vợ chồng không? Hay là hôm nào anh dắt em ra mắt mẹ anh đi. Xong rồi anh này mới nói ok em không có thành vấn đề. Anh đang sắp chuyển công tác nên anh phải đi học thêm 2 năm nữa.
thì em có chấp nhận là yêu xa không? Ừ. Thì lúc đó con mới nói yêu xa là yêu làm sao? À, đi học tới cuối tuần thứ bảy chủ nhật thì anh mới có được dù mới cho về. Em thấy bình thường mà, có gì đâu. Bình thường em cũng đi bán mà đâu có thời gian đâu đi chơi với anh. Hai đứa con mới bắt đầu là tiến tới. Thì lần đầu tiên tụi con gặp mẹ chồng con á, cũng là lúc ba mẹ con đi chùa. Rồi trong cái giai đoạn quen nhau vậy á, bà có ghen không? Dạ con thì ít ghen, không có con ghen nhiều. Thể hiện ghen sao, ghen sao? Con sẽ kể cho cô chú nghe, có một cái kỷ niệm này con sẽ nhớ suốt cuộc đời này. Là ngày hôm đó, thời điểm đó tụi con chỉ là quen nhau thôi. Thì anh này á, là ngay dịp Tết, cái anh này mới gọi con ra đón, đón ảnh. Nhưng mà ảnh nói là muốn mời con vô ngồi chơi với nguyên một đám bạn của ảnh. Thì trong lúc ngồi chơi vậy, tự nhiên mọi người đang vô vậy, cái ông này mới nói, em hôn anh hai cái đi. Cái con mới nói là gì vậy cha, giờ này quá trời người luôn rồi, tôi hôn cái gì. Cái xong rồi cái ông này ông nói ông giận lên, xong cái con mới chở ông về. Trên đường về á, ông mới nói thôi em đi xuống đi để anh chở cho. Ông vừa chạy, tại sao em không hôn anh hai cái, tại sao em nhìn trai tức quá đập bể cái đầu xe của con. Cái tay của ảnh hiện tại là có cái sẹo. Sau đó có đền con cái xe không? Dạ qua ngày hôm sau thì ra bắt chị dâu đợi. Tại chị dâu bán phụ tùng xe máy. Là con không biết gì hết trơn đúng không? Dạ lúc đó con cũng có say rồi. Say rồi cho nên là nóng lên đúng không? Con có giận không? Lúc đó con rất là giận, nhưng mà con nghĩ là chắc ông này cũng thương con quá nên ổng mới hành động như vậy. Ngoài cái việc mà ổng như vậy ra thì chứ đang ngoài những cái việc khác ổng rất là tốt. Ổng giống như là một cái hạnh phúc mà con đang mong mỏi chờ đợi. Thì con lựa chọn cái hạnh phúc này nên con bỏ qua hết. Nói luôn thông điệp của chương trình rồi. Nói luôn rồi. Hay quá. Ổng là như món quà mà ông trời ông ban cho con vậy đó, đúng không? Dạ. Sắp xếp luôn. Cũng nhờ chùa đó. Nhờ chùa. Nguyên cái mùa Tết đó là cái tay xì cà que. Xong rồi về nhà đâu có dám nói với gia đình đâu, đây cũng là lần đầu tiên tụi con chia sẻ. Ngày đập đầu xe. Dạ đúng rồi. Là sau cái vụ đập đầu xe đó bao lâu thì làm đám cưới? Thì tụi con chỉ mới cưới nhau hồi tháng 10. Quen nhau mấy năm? Tụi con quen nhau 4 năm. Hồi trước đó hai vợ chồng có sống thử với nhau không? Quen nhau vậy thì ông này đi học cuối tuần về. Thì con mới ngủ này thôi qua nhà em ngủ đi. Tại về nhìn lâu lâu mới ở bên nhau vậy thôi. Tối nay anh qua nhà em ngủ đi. Xong rồi cái ông này khoái cái qua hoài luôn. Qua ở tới khi mà đám cưới luôn. Vậy là lần đầu tiên của hai đứa là từ cái lời mời của con đúng không? Dạ, gia đình con làm ăn nữa nên ba mẹ con cũng tin dị đoan á, nên tụi con không có bậy bạ gì trong nhà hết á. Là chút là đi đúng khác đúng không? Bên gia đình của chồng con á, là mẹ chồng con cũng kêu là thôi hai đứa qua đen ở đi, tại bên bển nhà cũng ít người á nên muốn tụi con về cho vui. Cái con suy nghĩ nè, thôi bây giờ ở nhà mình đi, trước sau gì cũng cưới mà ở nhà mình đi, mình giữ giá để mốt má chồng mình cưới mình đi vàng nhiều hơn. Rồi cái lúc mà tỏ tình với cổ, cái lúc cầu hôn với cổ có lãng mạn không? Lúc cầu hôn thì con thấy cũng lãng mạn. Con làm sao lúc cầu hôn con làm sao? Dạ con có thông đồng với em vợ của con nữa. Thông đồng? Sao? Bí mật. Đãi vợ con đi ăn nhà hàng, con mới vô trong phòng vệ sinh thay đồ. Thay đồ lên đồ diện lên. Dạ giờ con kéo bong bóng đồ với bông hoa với nhẫn con tặng cho vợ con. Tức là kéo từ nhà vệ sinh kéo ra đó. Giấu mà, giấu trong cổng mà. Rồi sao? Dạ. Rồi. Con kêu nhà hàng chỉnh cái nhạc nào mà chiêu chiêu xíu. Vậy như nhạc cha gì đó. Bữa đó hết nhạc. Hết nhạc. Cái con phải thế cái nhạc vui vui vô đỡ. Rồi cái con mới quỳ xuống cầu hôn vợ con. Dạ. Con linh cảm của con biết là đang làm vụ án gì, nhưng mà con phải diễn để cho ông này cái niềm vui trọn vẹn. Là bất ngờ. Cái nhà hàng đó rất là nhiều người, rồi mấy người đó người ta nhìn quá trời luôn. Ông này mới nói là em cứ đồng ý lấy anh không, mà em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Cái con thấy vậy, anh đợi em xíu. Dán ngay cái ông giật tay con, ông đeo cho con nhẫn đó hả? Dạ. Ủa lúc đó ông mở nhạc gì cũng nhớ không? Ông mở cái nhạc gì con cũng không nghe nữa, mà nói chung là cái không khí nó không phải giống như là lãng mạn như tụi con tưởng tượng. Nhật quật nó hơi lãng xẹt xíu. Không vậy cũng vui dễ thương mà. Nếu vậy thì mình sẽ lấy cái thời điểm là lúc mà sống thử đi, con mới phát hiện Đăng Hân nó có những tật xấu gì. Trong lúc mà làm việc á, làm việc gì thì bà hay quạo lắm. Hay nóng tính, la người này quát người kia. Dạ, nhưng còn bình thường thì dễ thương, hiền lành. Rồi có quát con không? Dạ, bữa đó thì có luôn. Gì nữa? Con cũng không thấy gì xấu. Vậy
Vậy giờ con muốn vợ con thay đổi gì không? Dạ cứ vậy. Con chỉ mong là lúc nào cũng yêu thương con nhiều hơn. Rồi giờ tới con đó, Hân, chồng có thật xấu gì không? Dạ chồng con á, trong 1000 điểm tốt thì cũng có 100 điểm xấu. Thì ngoài những cái việc mà như là phải dơ bê bối thì chồng con rất là thích xem hoạt hình. Chồng con có một cái điểm là đi ra đường chạy xe, trong lúc chạy xe thì chồng con hay nói con quạo, nhưng mà chồng con á chạy xe mà là quạo. Thấy cái ông này chạy xe, sao ông này chạy xe ẩu quá vậy, ông có biết chạy xe không? Hay sân si trên đường phố. Dạ đúng rồi, hay sân si với những người tham gia giao thông. Nhưng mà đó là do bệnh nghề nghiệp á. Kiểu như nhiều khi chạy không đúng luật á. Tụi con mong muốn chồng thay đổi gì? Con hy vọng chồng con á là chú ý về sức khỏe một xíu. Chứ cái lúc thời điểm con quen con thì rất là dễ thương, rất là ốm, nhưng mà bây giờ thì hơi phì, tập thể dục để giảm cân. Hay quá, gặp vợ chồng này vui quá. Cảm ơn hai vợ chồng. Đầu năm mà các con đã mang đến một cái không khí, một cái không khí nó rất là vui nhộn trong cái chương trình Vợ Chồng Son. Và hy vọng rằng là những cặp vợ chồng tiếp theo, trong những tuần tiếp theo cũng sẽ mang thật là nhiều những câu chuyện mà nó vui tươi và nó tràn đầy năng lượng và tràn đầy yêu thương như cặp vợ chồng con mở hàng. Dạ, dạ. Đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết là các con có điều gì bí mật muốn dành cho người bạn đời của mình không? Thì có câu chuyện con chia sẻ là chỉ vì cái hung hai cái thôi mà chồng con bây giờ có cái sẹo trên tay suốt cuộc đời. Thì trước mặt rất là cô chú cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi Vợ Chồng Son thì con sẽ hung lại chồng con hai cái. Ôi trời, ông thân dễ thương quá, ông đi, ông đi. Rồi. Ừ. Rồi. Rồi, ok. Rồi, xin chúc cho hai vợ chồng con làm ăn phát tài, tất cả mọi việc đều như ý. Và riêng con trong ngành, chú chúc cho con thăng quan tiến chức và mọi việc thuận lợi như ý. Dạ. Và sức khỏe nha. Dạ, rồi. Cô thì cô chúc con phải hết sức cẩn thận trong cái công việc. Dạ. Bởi vì nãy giờ tôi cứ tưởng tôi là người bật nhất, nhưng mà bây giờ em bước ra tôi thấy tôi chìm hơn em. Xin mời cô dâu màu đỏ giới thiệu về mình. Em tên là Mỹ Kiều, em hiện giờ làm nhân viên thu ngân ở nhà hàng. 28 tuổi. Kiều ở đâu? Dạ em ở Mỹ. Em sống ở bên Mỹ hả? Dạ. Về đây là... Em về đây em lấy chồng, cưa kết hôn với chồng em. Vậy hả? Rồi dạ. Chừng nào đi lại? Dạ, tuần sau, bảy tuần sau anh bay. Như vậy là cuộc gặp gỡ chúng ta là chắc chắn là sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Dạ. Nhưng điều thú vị nhất đó chính là một cái kỷ niệm giữa em và với chương trình. Dạ. Xin cảm ơn. Hai con em tên gì? Dạ, em tên là Lê Trương, hiện là kỹ thuật viên điện thoại. Em 27 tuổi. Hai em quen nhau như thế nào? Lúc trước là học chung lớp tiếng Anh với nhau, cũng không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà tại vì bạn này hay đi xe buýt, cái có bữa rủ đi ăn thì em cũng đi, em ra em chở ra đi ăn luôn. Thì lúc đi ăn xong thì em nói về không thì mình chở về luôn. Thì chở đi chở về nhiều riết cái thích yêu. Mà ai khoái ai trước? Dạ em khoái trước. Thì ban đầu em định ghép cô bạn của em cho ảnh, tại vì em thấy ảnh thư sinh mà hiền quá. Em sợ ảnh lấy em và ảnh khổ. Chứ sau này cái ảnh nhắn tin Yahoo á, ảnh nói là ảnh muốn làm quen với em. Nhưng mà cái nickname rất là ngộ, ảnh tên là Trần Lê Trương, nhưng mà nickname nó không có dấu, nó còn Trần Chuồng à. Cái em tưởng ai chọc em á, ủa ai biến thái trời. Cái nói là ơi có gì ra ngoài gặp mặt đừng nhắn tin gì phiền phức lắm. Cái ảnh mới nói là không phải, là ảnh là Trần Lê Trương. Dạ. Thì gặp nhau thế nào? Thì lúc đó em đang đứng đợi xe bus, ảnh tới ảnh rước em. Cái ảnh nói là Trương thích Kiều chứ Trương không có thích Ngọc. Cái nói trời ơi Trương đừng có thích Kiều, Kiều đang thích thằng kia kìa, Trương không thích Trương đâu. Cái thôi buồn lắm chị, đừng có quen mấy người đó xa lắm. Cái nói ảnh gần nè, ảnh sẽ đưa em đi học, ảnh dụ em. Cái nói cũng có lý. Cái nói được rồi, anh này ảnh được nè. Em nói ảnh là ủa nó nghe là Trương quen Kiều á, Trương có chắc không? Cái Trương nói chắc. Nhắn sao là chắc vậy, hứa thật không? Thật. Cái lúc đó em cua liền, em nói Trương đưa tay cho Kiều nắm cho. Cái anh đưa em nắm, tim anh đập bóp. Hết hồn mà. Mà cái tim đập bóp. Chưa yêu bao giờ hơn, chưa yêu bao giờ. Chưa yêu dở đó. Hèn chi tim đập bóp. Cái tỏ tình quá đáng yêu. Dạ. Trong cái thời gian mà các bạn quen nhau chắc cũng đáng yêu lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Nhiều anh. Nhiều câu chuyện vui đúng ngày không? Xưa ảnh gan lắm, cái gì anh cũng dám làm á. Em mà đòi chia tay với ảnh là ảnh chạy xe tông vô xe hơi người ta đổ máu chán luôn. Ủa chiếc xe có bị gì không? Chiếc xe máy. Ồ gan vậy đó hả? Dạ. Dạ. Mặt hiền khô ảnh vậy mà gan lắm, ảnh làm lắm mít á. Rồi nhiều trò lắm. Để em thương ảnh. Cái em nói là thôi anh ơi mình không tới đâu đâu, tại vì em trước sau gì em cũng đi theo ba mẹ em sang Mỹ thôi. Anh nói không, anh sẽ chờ đợi em.
Khi lúc đó tụi em mới đi qua nước ngoài, ảnh thì ở lại. Qua thì cuộc sống khó khăn, thì mẹ nói mày có thương nó không, mày thương nó thì mày nói cho nó biết để nó chờ, còn mày không thương nó thì mày để cho nó lấy vợ đi. Cái em mới nói thôi thương không thương. Cái em mới ra chờ đợi ảnh, mà ảnh lúc mà thiếu em thì ảnh đi chơi, trời ơi đi chơi giả mang luôn. Vậy hả? Đi đâu có đâu chị, này chơi kỳ lắm. Chỉ là thức dậy là phải thấy em, và chỉ ngủ là không cho em đi chơi. Kỳ á. Là chat với nhau phải không? Chat với nhau á chị, có nghĩa là dạ đúng rồi, ngày nào cũng Skype với nhau đó. Dạ. Rồi cái tình trạng mà theo dõi qua cái hệ thống lắm chị. Mà điện tử như vậy là trong bao nhiêu lâu? Dạ cũng 3 năm. Trời ơi 3 năm đi giam cầm kiểu đó đó hả trời. Rồi đến bao lâu thì mấy bạn mới lấy nhau? Tụi em quen nhau được 8 năm rồi tụi em mới cưới nhau. Bây giờ mới cưới. Một cuộc tình dài đằng đẵng. Trời vậy đó hả cưng? Dạ, bây giờ là mới cưới 8 tháng thôi. Lấy nhau 8 tháng rồi em đi về Mỹ rồi. Dạ. Rồi em mới trở lại. Dạ em trở lại em tham gia chương trình. Em biết chương trình này thông qua đâu? Em ở bển cái có một chị bạn với nói là ê tham gia chương trình này vui lắm, hai đứa bay lên nói xấu nhau đi. Rồi cái chương trình nó hay như vậy đó. Nghĩ sao à? Định nghĩa chương trình vợ chồng son đó là vợ chồng lên nói xấu nhau. Thường là nói xấu mình nói lén, hôm nay mình nói ngay mặt. Nói công khai mặt đúng không? Mình cho bạn dân thiên hạ coi luôn mà. Mà chị hỏi nè, chị hỏi nè. Vợ chồng mà cái kiểu xa cách như vậy đó thì chắc chắn là khi lấy nhau rồi tụi em cũng đâu có vỡ mộng về nhau, tại đâu có thời gian mà ở gần gũi nhau được. Vậy chia tay 80 lần nữa. Vậy hả? Chia tay 80 lần. Coi như là yêu 8 năm. Chia tay 80 lần, 50 lần. Đúng chưa? Nhiều khi tháng coi như là chia tay 2 lần luôn á. Mấy lần chia tay ai là người chủ động đòi chia? À, đây không 80 lần hết 79 lần mà bạn. Không hay gì. Làm gì làm, không quan tâm, muốn làm gì làm. Các em thấy bất lực. Bất lực em mới kêu quái ơi chị chia tay thiệt hả? Em nói ừ chia tay giờ hết sợ gì rồi. Vậy á hả? Dạ. Rồi lúc đó làm sao? Dạ, ai là người mà rút lại cái lời chia tay? Em rồi. Em phải chỉ đâu, sợ. Em thấy lâu quá chứ nó cũng thèm kiếm luôn. Lên đăng ta tết lên buồn quá rồi cái gì này nọ lung tung beng hết á. Cái này vô chửi mày tao mày là vậy đó, rồi bị đọc lên ghi này nọ cho con nào biết, cho con nào chửi ngược lại em đó. Ủa thì anh buồn, anh nói anh buồn thôi chứ cái gì đâu mà tiện em lên chửi anh. Cái vô nói một hồi cái cãi qua cãi lại cái hồi khóc xong rồi. Dạ, xong rồi. Dạ. Dạ. Ủa ai gọi chương mày tao? Dạ tại hồi đó nhỏ tuổi hơn kêu giờ lấy chồng về. Dạ, về. Bớt rồi chị. Dạ. Mà lâu. Phải gần nhau nhiều một chút rồi bắt đầu mới quen. Dạ. Quen hẳn được đúng. Dạ. Không cho chương nói xấu vợ trước đi. Dạ thì sau khi cưới thì nói chung cũng vui lắm chị, đi chơi đùm lum hết á. Mà có cái đợt thì vui nhất luôn. Em chở đi Đà Lạt đi chơi 3-4 ngày luôn, vui lắm, về cũng vui lắm. Cái cột cái hàng phía sau cái xe em cái thùng á cột sau chở chạy gần tới nhà rồi. Cái chị mới khát nước, chị nói tóc vô uống nước mía đi. Cái mình cũng vui vẻ kêu vô nước mía em ha. Cái vô nước mía cái mà nước mía bà thấy cái thùng đồ nó muốn rớt. Em thùng đồ nó rớt kìa. Cái nó quay qua nó nói với bà biết rồi. Cái bà kêu không rớt kìa, nó móc vô lại đi. Tôi nói biết rồi là bán nước mía đi. Cái mình thấy vậy mình cũng tức chứ, kêu trời người ta nhắc em thôi có đâu em vậy. Cái mình nói nó cái nó im. Cái uống nước mía xong về nhà cái mặt nặng nhăn. Cái nói đi chơi vui vẻ được thì vui vẻ đi. Tự nhiên nhăn nhó gì cái bắt đầu cái nói ra cái gì giờ mày bên ba đó luôn, bên ba đó anh là phá banh nước mía rồi lắc đầu luôn. Cái lúc mà sao cái đại quý ba nhắc em á là em bị tụt huyết áp. Em mệt, em chưa có quậy tại chỗ. Bà tụt huyết áp mà chưa quậy tại chỗ được. Uống nước mía xong đường lên bắt đầu mới quậy. Mà có tới quậy không? Dạ không. Hùi thôi chị ơi. Cái hồi anh không cho em đi. Cái này anh không cho em đi là em đập bể TV. Lấy remote đứt lê em luôn. Thôi má em về. Cái thấy đồ lạc luôn á, kêu ủa sao vậy? Dạ hồi nãy con cầm remote, con quên cầm remote lầu cái mà làm rớt xuống cái bể. Chứ không phải trời. Rồi lúc đó mới im. Dạ cái nói chung là xong cái lên cái thấy cào mình á cũng chạy dữ lắm. Cào thấy, em thấy, thấy thử em xót xa. Cào á hả? Cào em, cào em. Cái xong rồi thấy em chạy nhiều quá xót xa cái vô tha này nọ rồi cái nịnh nịnh em tí cái dạ. Dạ vậy đó hả? Ê mẹ em á nói là mày mà hổn với chồng á là mày nghèo suốt đời đó, em sợ nghèo. Rồi còn cái gì xấu nữa không?
kể luôn đi. Và hay soi mói gì đó. Có lần nào mà soi mà khiến em bực không? Có. Ngoài lần nào cũng bực á. Lần nào cũng bực á. Em đi chơi bình thường thôi mà hỏi đi với ai, đi mấy giờ, đi ra làm sao, có đi với gái không? Lúc nào cũng phải có thêm chữ gái vô á. Tại vì em đi với gái không? Em hay search trên cái bạn Facebook của ảnh á, là có mấy cái người bạn á, nói chung là thích ăn nhậu, không có thích có vợ, thích chơi bời. Em sợ đi chung với mấy người đó cho nên em dẹt ra liền. Bạn bè em chơi từ nhỏ lớn rồi mà có gì đâu, tự nhiên cái nó nói vậy mà. Chứ không, nó mà không thích ai là không cho em chơi với người đó. Vậy chứ. Thôi dẫn đi nha, đó nó hay bỏ vợ em chơi, nó về bữa bỏ vợ. Bây giờ còn chơi không? Dạ còn, chị lì lắm chơi hoài á. Mà nó bỏ vợ chưa? Bỏ rồi. Bỏ rồi hết hả nó? Em đổi gì đúng không? Chắc hết rồi á. Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ phải cho phụ nữ ra chứ. Em kể coi. Chồng em trước khi cưới là ảnh, ảnh cuối lắm, ảnh chiều em đủ thứ. Có điều là lâu lâu bị khùng khùng thôi, lâu lâu chạy xe tông ta, té khùng, chạy táo như thế là thôi. Còn mà sau khi mà về thì ảnh hay ca chửi. Nhưng mà mỗi lần anh đi nhậu vậy nè, giờ muốn gì làm gì vậy, hỏi hỏi em mà hỏi chổng không mà cái em á gì vậy đó, đóng vai ông nội. Em hỏi đóng vai ông nội rồi. Em ông nội gì mà ông nội. Em á nha, em dạo này em kỳ lắm, kỳ nhưng mà kỳ bắt đầu gây lộn. Em ghét anh uống rượu, anh uống rượu vô cái là anh giống như là ông nội em vậy chứ. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ là em phải giải quyết xong mới xuống chịu làm em của em á, nghe lời em. Giải quyết gì? Dạ dỗ. Cho sao giờ muốn quậy không? Coi ai quậy mạnh hơn nha. Sao mà anh xẹp xuống lại. Cái xấu là lúc khi nào nhậu là nhậu xấu vô là kỳ cục à. Ừ, dạ. Còn gì nữa? Tốt bình, lắm, không có gì đâu. Bình ở dơ vẫn chưa có hoàn thiện lại được. 2-3 ngày không tắm cho chị mình được. Trời ơi, ở đây mà 2-3 ngày không tắm. Em thì em thích ảnh là 2-3 ngày không tắm, bởi vì thúi quá không ai theo á. Sai em là không tắm. Dạ. À sao em là em khuyến khích là thôi đừng tắm đúng không? Anh nói cùng mừng. Vợ em lanh gì chứ, chắc suốt ngày đi dụ người ta không đúng không? Bị ta dụ anh ơi. Ai dụ? Trời ơi, bạn bè vô chị nói. Trời ơi, cái này lông mày mày thưa quá, hồi xăm đi đó, đi xăm mới đi xăm luôn. Mấy trăm ngàn. Con mày thấy kêu cái mặt không có gì đặc sắc hết, thôi mình làm cái mặt người dưới đây đi. Em nhìn xem em thấy bó tay luôn á. Ê, đừng có nói cái tóc nhuộm vàng vàng này cũng bị dụ nghe. Dạ đúng. Tự nhiên đang tóc dài đẹp, em hồi giờ em thích tóc dài mà tự nhiên quất vậy đó. Bị bạn dụ là cắt luôn. Không, em nói là tóc sơ quá à, trái quá à, mày để tóc như cây chổi, tối chồng mày nó gỡ tưởng mày ôm cái cây chổi ngồi. Cái cắt đi làm kiểu khác. Mà anh nói mềm đẹp hơn mà chị, ảnh nói rõ ràng rồi. Con người có thấy cặp vợ chồng này vui không ạ? Quá vui ha. Anh phải nói rằng là anh vẫn hay khuyên các cặp vợ chồng á, đừng nên kêu bằng nó. Nhưng mà thực sự anh nói cái cảm nhận riêng của anh nha. Anh thấy cái cách mà chồng em kêu em bằng nó và em kêu chồng em bằng nó, nó vừa có một chút gì đó nó rất dễ thương. Dạ. Dạ nè. Dạ. Từ nó có cách bạn nó dễ thương như nó thế nào. Nó giống vợ chồng đậu á. Tôi xin nói rằng là tôi không khuyến khích cặp vợ chồng xưng nhau bằng nó. Nhưng mà với cặp vợ chồng này tôi cảm thấy là được kêu bằng nó không anh? Nhưng mà thôi bớt chút đi. Ê chị thấy là vui lắm. Em á có một cái cô vợ á có duyên dễ sợ luôn. Dạ. Chị nói thiệt với em. Ai gặp cũng thích. Chị nói chuyện với bạn này á, chị thấy bạn có một cái gì đó cuốn hút dễ sợ luôn. Dạ. Bây giờ chị hiểu tại sao á. Anh đi cuốn. Mà đây là người con gái đầu tiên của em mà cũng là chị nghĩ là duy nhất của em. Quá duyên. Có duyên dáng đi. Mà thì chị thấy vậy nè, thì riêng với tụi em á, đúng như anh Thuận nói á, cái xưng hô của tụi em á, mình nghe thì mình tưởng là vậy á, nhưng mà cái đó nó có một cái gì đó rất là đặc trưng riêng của cặp vợ chồng tụi em. Họ đáng yêu vô cùng. Dạ. Đó, thì chị chả khuyên cái gì hết. Đối với tụi em, chị chỉ chúc tụi em hạnh phúc hơn nữa. Hơn nữa. Cảm ơn. Và tụi em sẽ là của nhau mãi mãi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Rất là vui mừng chào đón hai em đến với chương trình. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên thì cho em xin phép chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả chương trình Vợ Chồng Son. Thì em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Quý. Hôm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì em nghề nghiệp chính của em là nhân viên kỹ thuật. Dạ. Còn em? Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào quý khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Mai Thu Quỳnh, em 26 tuổi. Em cũng sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc của em là chuyên viên nhân sự. Chị hỏi nè, thời gian vừa qua hai đứa ở nhà đó, rồi có xung đột nhiều không? Hay là cảm thấy là mình gắn kết với nhau hơn, yêu thương nhau hơn? Hay là mình ở gần nhau nhiều quá rồi mình nảy sinh những cái chuyện mà bất đồng về quan điểm, về ăn uống, về cách thức mà chăm sóc nhà cửa? Tâm sự chị nghe coi. Dạ, thì em cũng chia sẻ thật lòng luôn là trong cái thời gian giãn cách vừa qua thì nhà em thì cũng
không được may cho lắm là chồng em là F0, chồng em là dương tính, cho nên là nhưng mà anh là được cách ly ở nhà. Thì cái thời gian đầu mà cách ly ở nhà thì anh xấu tính lắm chị, kiểu giống như là anh bị stress vậy, anh bị stress cho nên là anh rất là xấu tính với em luôn. Phải mất khoảng rất là nhiều thời gian để em động viên an ủi thì hai vợ chồng mới gắn kết lại được với nhau. Như vậy là... thấy chưa? Những cái mà mình dự đoán là có hết đó, em thấy chưa? Nhưng mà ở đây là khác chị, là bởi vì là bạn chồng á là bị coi như là bị F0 cho nên là nó phát sinh rất là nhiều thứ đó, phải những cái... rồi lo lắng hồi hộp, sợ mà sợ cho mình một nhưng mà sợ cho những người thân trong gia đình của mình là tới 10 lần. Em cái lúc đó khi mà em phát hiện là em bị F0 đó thì cái tâm trạng của em lúc đó nó như thế nào? Dạ thì lúc đó thì tâm trạng của em là lo lắng, rất là lo lắng. Thứ nhất là gia đình thì có em bé nhỏ, thì em sợ là lây cho nó từ trước mà mình không hay á. Thì lúc đó là em rất là lo lắng cho con, rồi lo lắng cho vợ. Này ảnh hưởng sức khỏe, sợ nó không tốt cho bé. Dạ. Cho nên là... cái nguồn lây là từ đâu em biết không? Dạ thì nguồn lây thì do em công tác ở siêu thị. Thì cái thời gian lây đó thì mình cũng mới, cho nên là được cách ly tại nhà. Cho nên là em cũng, trường hợp của em là nó nhẹ. Bao lâu thì em hồi phục? Dạ thì khoảng 14 ngày thì bên đơn vị y tế phường người ta qua người ta test cho mình thì kết quả là âm tính. Thì người ta sẽ chứng nhận cho mình là hoàn thành cách ly. Dạ. Rồi sao lo cho vợ để hỏi, coi như là mình nhiều câu để mình hỏi quá. Dạ. Sao lo cho vợ, lo cho con mà lại cọc cằn với vợ là sao? Dạ tại vì khi mà lo lắng mà mình muốn ví dụ như là mình muốn cách ly vợ xa xa xíu để cho đỡ lây á, thì vợ thì cứ muốn gần gũi xíu để mà hỏi thăm. Thì mình sợ không? Thì mình nói mà vợ thì vợ cứ lại gần. Thì mình cho nên là mình thấy mình hơi cọc tính. Dạ. Trời đó ơi. Là một cái tính xấu. Mình lo cho ảnh mình ở lòng nào như là ảnh cọc với mình đúng không em? Mà thật chất á là ảnh là ảnh sợ. Dạ. Anh sợ lây cho em đó. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà cái lúc mà anh hỏi thêm câu này thôi. Cái lúc mà em biết chồng mình bị F0 á, cái tâm trạng của em thì như thế nào? Thật ra là tâm trạng em lúc đó thì cũng rất là lo, nhưng mà tại vì em làm trong những ngày vừa qua là em cũng có theo dõi sức khỏe của chồng, là biết là chồng cũng không phải là thuộc dạng có triệu chứng gì cả. Mà đối với em thì em nghĩ là cái bệnh nào đi chăng nữa thì nó cũng có thể điều trị được bằng cái tâm lý của mình á. Cố gắng hết sức để động viên chồng, rồi chăm sóc chồng trong cái thời gian đó để cho chồng mau khỏe lại. Chính xác đó. Thực ra sẵn cái mình chia sẻ chút xíu nữa, cái bệnh Covid này á, theo như rất nhiều kinh nghiệm của những bạn mà đã từng bị và đã hết á, thì cái tâm lý là cái quan trọng nhất. Thực sự mà nói là như vậy, nếu mà mình chỉ cần cái tâm lý mình suy sụp thôi là cái con Covid đó nó quất mình liền. Đó, trong khi mình cứ thoải mái, mình đừng có nghĩ tới nó luôn á, mình quên nó đi á, thì mọi chuyện nó sẽ đơn giản hơn. Nói chung là mình bị cái gì mình uống thuốc cái đó để mà coi như là mình điều trị nó. Ho uống thuốc ho, mệt uống thuốc mệt, coi như là sổ mũi uống thuốc sổ mũi. Đúng rồi. Là cái tâm lý rất là quan trọng. Rồi, nói chung là cũng chúc mừng em đã vượt qua được cái này và thậm chí là cái kháng thể trong mình nó nghe còn mạnh hơn những người bình thường nữa đó. Rồi, bây giờ chúng ta quay ngược thời gian trở lại với cái quá khứ đi. Kể cho anh nghe coi cái lần đầu tiên hai em gặp nhau là như thế nào, chuyện tình nảy nở ra sao. Cơ duyên. Thì cơ duyên của hai vợ chồng gặp nhau là hai vợ chồng em làm chung một công ty. Thì làm phòng nhân sự, chồng em thì làm kỹ thuật, em thì làm nhân viên nhân sự. Nhưng mà chồng em thì làm ở đó thì lâu lắm rồi, khoảng 5-6 năm về trước rồi, còn em là nhân viên mới. Thì hai bộ phận của em thì cũng không có dịp nào để gặp gỡ nhau đâu. Tại hai bộ phận nó ở xa nhau lắm, không có dịp nào gặp nhau. Thì có cái lần đó là phòng em có cái tổ chức một cái cuộc họp nội bộ, tất cả các bộ phận sẽ tới trong cái cuộc họp đó. Thì ngay lúc đó thì mới gặp được chồng em. Còn trước đó thì em chỉ biết là có cái bộ phận kỹ thuật ở trong cái công ty này thôi. Mà thật sự ra là bộ phận kỹ thuật ở trong công ty em là những người rất là lớn tuổi rồi. Em kêu bằng chú không à. Em không bao giờ em nghĩ là trong cái bộ phận đó có một cái anh mà trẻ như vậy mà còn đẹp trai như vậy nữa. Mình có nghĩa là cái cảm giác đầu tiên của em á, là khi em nhìn thấy chồng em là thấy trẻ, đẹp trai và có thích không? Thật ra thì em thì lúc đó là chỉ có công việc thôi, cho nên là nhìn biết trẻ thôi, đẹp trai thôi, nhưng mà trái tim chưa có xuyến xắn, chưa có gì hết. Rồi còn bạn chồng thì sao? Dạ thì lúc đó thì trước đây thì hai đứa em là coi như là chỉ là quan hệ đồng nghiệp, biết nhau thôi chứ không có tình cảm hay là không có tìm hiểu về nhau. Dạ nhưng mà cái nguyên nhân gì, có như cái cột mốc gì mà hai đứa coi như chạm nhau và có tình cảm với nhau?
Dạ. Từ đâu? Thì cũng trong cái cuộc họp đó luôn. Trong cái cuộc họp đó thì thật ra bữa đó thì em cũng hơi không có được khỏe trong người. Thì em mới nói với cái anh kỹ thuật là giúp em là mở cái máy lạnh nó ấm ấm lên chút xíu, thì em cảm thấy em lạnh quá. Thì anh này anh có đi mở lại cái máy lạnh, nhưng mà em vẫn cảm thấy lạnh, rất là lạnh luôn. Xong cái hết cuộc họp đó em ra em chặn ông này ngay trước cửa. Em nói là anh Quý, anh mở cái máy lạnh kiểu gì mà em cảm thấy nó lạnh quá vậy, kiểu em trách móc á. Cái ảnh mới nói với em là em thấy lạnh hả? Nếu em lạnh thì có cần anh nắm tay em không? Cái anh ấy ảnh đưa cái tay ra. Cái câu nói đó là em rớt luôn đó phải không? Dạ, không, lúc đó em cũng biết chắc em tại vì thời gian đó là em cũng không có bạn trai, cũng 5 6 năm không có bạn trai, tự nhiên có người đưa tay cho nắm tay, cái tự nhiên mình nắm tay luôn. Nắm tay luôn. Rồi có bớt lạnh không? Dạ. Thì cái tay ảnh nó rất là ấm cho nên là thật sự là nó có điện, có điện em ơi. Chị muốn hỏi chồng nè. Bạn chồng á, khi mà em cái trong cuộc họp đó em có để ý gì đến vợ em không? Dạ, thật sự thì em cũng không có để ý gì. Nhưng mà từ cái lúc mà ra phòng mà bạn chặn em để mà hỏi á, thì mình cũng vui vui, mình thấy mình chọc thử cái bạn này phản ứng như thế nào. Ai ngờ đưa thiệt. Dạ, ai ngờ đưa thiệt. Mà mình nói là đưa thiệt thì mình thử, mình nắm thử coi như thế nào. Thì thật sự rồi nắm xong rồi thì mình cảm thấy là hồi hộp, mà tim đập rất là nhanh. Dạ. Dính rồi. Giống đó. Như là anh có điện cái gì qua rồi đó. Dạ. Rồi sau đó, sao nè, tối đêm đó có xuyến xắn rồi có nhắn tin không? Dạ không cần tới đêm đâu, tại vì vừa xuống tới phòng là em bắt đầu em đi chi tìm số điện thoại liền. Dạ. Ủa thì... mà lúc đó em chưa có bạn gái à? Dạ chưa, tại vì khoảng thời gian đó là khoảng 4 tới 5 năm em cũng chưa có bạn gái. Cái phòng kỹ thuật đó toàn các chú, các anh, dạ. các bác thôi, không có con gái. Mà chuyển qua bên hành chánh bên đây, nhân sự chứ đúng dạ, không? Đúng rồi. Nhân sự bên đây gặp ngay cái cô bé này. Dạ. À, coi như là ngay hôm cuộc họp đó là tụi em đã bắt đầu để ý nhau rồi. Dạ. Rồi có nghĩa là chiều hôm đó nhắn tin liền hay là dạ. sau đó mới nhắn? Dạ thì khi mà họp xong em đi xuống phòng thì em cũng có tìm số điện thoại của bạn. Thì em cũng suy nghĩ là bây giờ có ai mà cho số đâu, bây giờ mình phải kiếm xin ship mình thôi. Thì được hên may mắn là có anh ship, anh thương, thì anh thương hai đứa. Thì anh nói là anh cho số cho em nè, em tìm qua em tìm hiểu rồi em trò chuyện với bạn đi. Đó thì bắt đầu tối hôm đó thì em cũng không có nhắn gì nhiều, em chỉ khoảng 9 giờ thì em chúc ngủ ngon thôi. Dạ thì cứ khoảng cỡ một tuần thì em cũng không có nói tên gì hết, em chỉ nhắn đơn giản là chúc em ngủ ngon thôi. Cứ tuần lễ vậy đúng giờ đó là chúc dạ, em ngủ ngon. Dạ mà em đúng có đoán rồi. Được ai không? Thật sự là em không có biết là ai luôn, tại vì thật ra thì lúc đó thì em thỉnh thoảng cũng hay nhận những cái loại tin nhắn nặc danh như vậy, em tin nhắn nặc danh. Cho nên là em cũng không biết là ai, em cũng hơi nghi là anh này, nhưng mà anh này anh cũng khôn, anh lấy cái số điện thoại không có nằm trong danh sách nhân viên. Cho nên là em tra cũng không ra, mà cái số đó cũng không có cái kết nối với mạng xã hội gì hết. Là sim rác đó. Mình không biết là ai hết trơn á, mình mà ngày nào tới 9 giờ cái nhắn tin chúc em cũng ngon, thiệt sự là không biết ai, mình hỏi là ai cũng không nói, mình rất là tức nha, tức chứ không phải là tức là không có tật gì hết trơn mà tức á, đúng không? Tức á, một tuần lễ không nói năng, không có chào đó, không có gì hết trơn, mình không biết là ai cả, cứ nạt danh mình như vậy. Rồi sao nè, em thể hiện là như thế nào? Cái bữa đó là em tới 9 giờ đó là em thấy tin nhắn tới là em tức lắm rồi, em mới nói là bây giờ anh mà không nói cho em biết anh là ai thì anh đừng có nhắn tin cho em nữa, anh đang quấy rối cái cuộc sống của em rồi đó. Em nói như vậy. Cái rồi anh đó chắc lúc đó ổng cũng hơi sợ hay sao á. Cậu mới đưa cho em số điện thoại mà có cái Zalo của ổng. Cái em mới vô cái Zalo đó thì em phát hiện ra là rồi đúng là ông nội này rồi, đúng là ông này rồi. Là ok đúng không? Là dạ. Tự nhiên coi như 7 ngày đó nó dồn lại thành một cái tình cảm rất là lạ lùng đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới như là chính thức quen đó. Nhau. Chính thức là đi chơi, uống cà phê, coi phim được. Đó. Chắc dạ. là sau đó khoảng nó phải có một cái kỷ niệm gì đó. Dạ, chắc là khoảng đâu 1 tháng anh nhỉ. Dạ 1 tháng. Làm gì mà tới 1 tháng mới ấy vậy em? Tức là 7 ngày chị nghĩ là cái tình cảm nó dồn lại là đủ để có thể phải đi ăn kem, uống trà sữa rồi đúng không? Chắc phải người ta chắc phải lựa thời điểm đó chị. Phải lựa thời điểm nào để thuận lợi để người sao ta tấn công. Bây giờ phải hỏi bạn chồng tại sao lại như vậy? Dạ tại vì cơ bản là em cũng nhát. Dạ cũng ngại lắm. Thì nhưng mà trong cái thời gian 1 tháng đó thì bạn này cũng tới sinh nhật. Đó, thế thì em cũng đi mua một món quà để em tặng. Nhưng mà em tặng thì cái cách thức em tặng em cũng giấu luôn. Dạ, em xin giấu quà vậy? Chuyên gia đặt danh đó, chuyên gia đặt danh người khác. Dạ, luôn em đó. Giấu, em tặng rồi em tặng rồi chuyển lên cho bạn. Thì bạn
không biết là ai, không biết là ai. Xong rồi á, cái lúc mà bạn điều tra ra được á thì bạn có mang quà xuống trả. Lý do lý do là tại vì đâu có quan hệ quen biết gì đâu, tự nhiên nhờ tặng quà sinh nhật cho người ta. Quà gì em có mở ra chưa? Thật ra em cũng không mở ra luôn. Em cảm thấy là trước đó đã quấy rối em như vậy mà tự nhiên, tại vì cách đó sau đó khoảng mấy ngày nữa là tới sinh nhật em rồi. Cái tự nhiên anh tặng này quà. Tặng quà nhưng mình đâu có phải là thân thiết gì đâu mà mình nhận. Mình cảm thấy mình nhận như vậy giống như là mình dễ dãi quá đó, mình dễ dãi quá mình nhận cái món quà đó. Khi mà cổ trả quà em lại thì lúc đó em thấy sao? Dạ thì lúc mà bạn này đem xuống trả quà lại cho em á thì lúc đó em thấy rất là buồn. Xong rồi em nghĩ trong bụng, em nói trời ơi, mình cất công mình đi lựa, mình cực khổ quá mà trả lại cho mình tự ái nữa chứ, tự ái. Lúc đó là em cũng tự ái. Xong rồi em ngớ trong bụng, nói dám trả quà lại cho tôi thì tôi quyết tâm tôi cua lại cho đổ mới được. Cua cho bỏ ghét đó đúng không? Dạ. Thì đâu mà thì... mình ta công lao, người ta đi mua quà rồi xong rồi còn trả nữa. Dạ. Vậy là thì... coi như sau cái sinh nhật đó là coi như là bao nhiêu lâu thì em quyết định cua cho bỏ ghét? Dạ thì được mấy ngày, coi như sau... một tháng sau đúng không? Thì dạ. Như vậy là khoảng 2 tuần sau không? Sau cái ngày sinh nhật á? Dạ thì sau ngày sinh nhật thì em cũng nhắn tin, cũng trò chuyện, nói chung là cũng trao đổi về cuộc sống hàng ngày thôi. Thì bạn này cũng hay, lúc đó là bạn cũng hay gặp những cái vấn đề về công việc. Thì mình cũng hay chia sẻ với bạn để bạn bớt lo lắng công việc. Dạ thì khoảng cỡ 1 tháng thì tụi em cũng quyết định là hẹn hò. Là cũng chở đi dạo vòng vòng thành phố vào buổi tối để cho hóng mát, để cho bạn phơi phơi khỏa đầu óc. Cái món quà đó làm sao? Món quà đó dạ, món quà thì có trả lại, có tặng lại không? Dạ thì em vẫn giữ lại. Khi mà em tỏ tình với bạn xong thì em cũng lấy món quà đó là tặng tiếp. Quà gì? Rồi có nghĩa là lần này là nhận luôn chứ không có trả lại. Dễ gì trả nữa, nhưng mà ý em muốn hỏi coi quà đó là gì. Em không có nhiều chuyện nhưng mà em muốn biết đó là cái món quà đó là bây giờ em có sử dụng trên người không? Dạ, cái món quà đó là một cái con gấu bông. Cái con gấu bông là con mèo bằng bông á. Thì bây giờ là cái món quà đó bây giờ con gái em đang thừa hưởng rồi. Như vậy là sở dĩ mà các bạn có được một cái cuộc tình và có được hôn nhân này là bắt nguồn từ cái món quà. Dạ. Thì ông tức mà ai biểu trả lại ông tức cua cho bỏ ghét, ai ngờ là dính luôn. Bây giờ mới giữ kỷ niệm đó em. Kỷ niệm luôn. Rồi anh nghe nè, rồi cái chuyện mà ảnh tỏ tình với em á, cái đợt tỏ tình là ở đâu? Nó có cái gì đó đặc biệt không? Tỏ tình ở đâu, quán cà phê hay rạp phim hay là một cánh đồng bất tận hay là một cái sân thượng một rốt thớt nào đó rất là lãng mạn, sông hay là một bãi biển? Dạ thì lúc đó là em tỏ tình với bạn là ở trên cầu Thủ Thiêm. Chất quốc luôn. Dạ. suy nghĩ đoán chi chất quốc đồng bất tận được. Tại vì lúc đó là hai đứa đi dạo trên đó thì lên trên cầu, thì trên đó thì gió mát lắm, thì hai đứa cũng ngồi nói chuyện rồi uống nước trên đó. Dạ thì lúc đó thì mình cũng xin phép nắm tay, thì lúc đó là vẫn xin phép nắm tay trước. Rồi bắt đầu mới ngỏ chuyện. Thì trong thời gian qua thì cũng tìm hiểu. Ngỏ chuyện sao? Dạ thì cũng tìm hiểu, nói là bây giờ hai đứa mình tìm hiểu cũng được 1 tháng rồi, cũng có tâm sự với nhau, thì thôi cho anh xin phép là anh làm quen với em được không? Dạ thì lúc đó thì bạn này cũng đồng ý. Dạ thì lúc đó là đồng ý xong rồi em cũng tặng lại món quà luôn. Dạ. Lúc anh đó mới tặng đúng không? Ủa nhưng mà hỏi là ngoài ra còn có thăm dò, có hỏi han gì, cái gì điều gì đặc biệt không? Dạ thật ra thì nó cũng có một chút đặc biệt như thế này, tức là trước khi anh đã tỏ tình với em á thì anh có hỏi em hai câu hỏi. Là anh hỏi em, cũng là hỏi em là gia cảnh của anh á thì không có phải là giàu có, anh là dân tỉnh này kia, thì hỏi em có ngại cái vấn đề mà kinh tế gia đình không. Thì em mới nói với anh á là về tiền bạc á, là nếu anh là nhà giàu thì tiền đó cũng là tiền của ba mẹ anh thôi, không phải là tiền của mình làm ra. Cho nên là em không có quan trọng cái vấn đề đó, em chỉ quan trọng cái vấn đề là anh có chí tiến, anh có chịu khó làm ăn sau này hay không. Đó, cái vấn đề em đó rất là rất là quan trọng. Đó là cái cốt lõi của người đàn ông đó nha em. Thì em trả lời anh như vậy. Đó, còn anh cũng chịu rồi. Sau anh hỏi em thêm một câu nữa là em có bao giờ sẽ hỏi anh là nếu mà em và mẹ rớt xuống sông đó thì có bao giờ đặt anh vô cái tình huống là sẽ chọn cứu ai trước hay không? Thì lúc đó em có nói với ảnh là thật ra thì em sẽ không bao giờ muốn đứng giữa cái vấn đề mà giữa bạn gái và giữa mẹ đâu, vì em cảm thấy là hai cái tình cảm nó không có liên quan gì tới nhau. Mình không thể mình bắt một người đàn ông mà lựa chọn gì á. Em nói là em sẽ không bao giờ em hỏi anh về cái vấn đề mà phải lựa chọn giữa mẹ và
bạn gái của mình, hay là sau này là em có làm vợ thì cũng sẽ không bao giờ bắt phải lựa chọn như vậy. Rồi. Ủa chị tưởng em bên kỹ thuật em khô khan lắm chứ, ai về em cũng lãng mạn đó ha. Dạ. Cái câu mà chọn mẹ với em ở dòng sông á là cái câu này thường mấy ông mà trên mạng xã hội. Trời ơi, rồi. Như vậy là sau đó là cưới liền luôn đúng không? Có nghĩa là tin quá, coi như là đã quá tin tưởng nhau rồi, cái là cưới liền, và lý do cái là tin tưởng bữa nhau. Bữa đó mới tỏ tình à? Mới có 1 tháng sau à? Bữa đó là tỏ tình lắm, chị ơi. Là bao lâu tụi em mới làm đám cưới? Dạ thì khoảng cỡ 1 năm. Dạ 1 năm thì tụi em đám cưới. Mà lý do gì cưới? Dạ bác sĩ kêu cưới. Dạ. cũng tới thời. Chứ ví dụ mà bác sĩ không kêu cưới thì tính mấy năm mới cưới? Dạ thì trong dự định hai đứa thì từ 2 năm tới 2 năm rưỡi là tụi em mới đám cưới. Như vậy là trước đó hai đứa có sống thử với nhau không? Dạ. Nếu mà nói là sống thử thì cũng đúng, cũng có thể gọi là đúng. Tại vì thật ra là trong thời gian đó là không phải là sống thử là phải mướn một cái căn nhà riêng để sống, mà là lúc đó là em cũng đã ở một cái nhà trọ rồi. Thì anh này thì ảnh đi làm rất là nhiều công việc. Ảnh làm kỹ thuật ở công ty của em, rồi ảnh làm kỹ thuật bên ngoài, rồi ảnh rảnh rỗi còn đi chạy Grab nữa, chạy xe ôm á. Đó thì tới tối này kia muộn lắm rồi, thì thay vì phải về bên nhà của ảnh thì em cho ảnh qua nhà em ảnh ở luôn. Rồi cái hoài thai đó là mình có được cái sự kết hợp ở đâu, là cánh đồng bất tận hay là một bãi biển hay là một dòng sông? Chắc là biển đó chị, chắc biển ở đâu nè? Biển đúng không? Dạ không, thật ra là cái vụ đó là ở trên Đà Lạt ạ. Trên núi em ơi, trên núi rất có lại là xuống biển luôn đó. Chị em mình rất quốc hoài à. Thôi bây giờ kệ. Đúng rồi, lên Đà Lạt là quá lãng mạn. Thì đúng rồi, Đà Lạt là dễ lắm. Trao trọn cái tình yêu cho nhau. Đúng không? Dạ. Dạ thì thật sự ra là chồng em ảnh có một cái nỗi ám ảnh với lại Đà Lạt, tại ảnh nghe người khác sợ nói. Ma đúng không? Không, ảnh nghe người này người kia nói là cặp đôi nào mà lên Đà Lạt là thể nào cũng chia tay. Cho nên là ảnh mới em có năn nỉ ảnh đi Đà Lạt bao nhiêu lần không bao giờ ảnh cho em đi. Đâu em nghe ở đâu vậy? Em nghe đó chứ vậy? Còn cái này chị mới nghe luôn á. Chị là cái nghe Đà Lạt là dính không á? Phải đi Đà Lạt là dính không á? Thì đó, không đi Đà Lạt thì em dính đó. Chứ không có cắt ra đó, không có chia đó. Dạ. Em ơi, em phải nói một cái gì đó cho nó rõ ràng nha, tại vì khán giả Đà Lạt hơn nhiều lắm. Thì nghe em đâu cũng vậy? Nghe trên mạng xã hội thôi. Nữa dạ. Mạng xã hội nữa. Thì cũng tìm hiểu, cũng có nghe nói trên đó là đi Đà Lạt về thì một là chia tay, hai là thêm người. Dạ thì em may mắn là em trúng vô cái trường hợp thứ hai. Thêm người nữa phải không? Thôi cũng được. Dạ, nó đi nó lại. Thì cái lần đó là do là công ty em tổ chức đi du lịch hàng năm ở Đà Lạt á. Thì em làm phòng nhân sự mà em nói mà anh mà không đi thì anh mất quyền lợi gánh chịu. Không có tiếc nuối gì đâu nha. Mà thật ra là ảnh càng nói là lên Đà Lạt chia tay là em càng muốn đi để coi vậy thiệt là chia tay không. Tại vì cái lý do chia tay thì như vậy nó quá là vớ vẩn đi. Không có căn cứ. Không căn cứ gì hết. Cho nên em quyết tâm là đi cho bằng được. Nhưng mình phải đi. Đi hai mà về ba đó, chị chứng kiến nhiều cặp lắm. Cứ đi hai về ba hoài là đi Đà Lạt không á. Ủa em, nhưng mà đi chung công ty vậy rồi sao hai đứa ở chung với nhau được? Kệ ta, ủa sao em xem tò mò quá vậy? Nghĩ, người ta ở đâu? Cái chuyện đó chuyện của người ta, em đừng có mờ hỏi. Phải suy nghĩ. Chứ em liên liên là ở đâu? Ở một dòng sông hay là một bãi biển hay là ở cánh đồng bất tận? Hỏi gì? Thì chị hỏi vậy đó, thấy chưa? Tôi không có bật mí đâu. Nhưng mà không phải Đà Lạt. Thì thật sự ra là tại vì em làm phòng nhân sự mà em cũng hơi chơi chiêu một chút. Tức là em có nhờ cái anh mà sắp xếp phòng á, thì ảnh sắp cho em là với một bạn nữ. Anh này cũng sắp với một bạn nam, nhưng mà cái đó là cũng là một cặp luôn. Sau đó là hai cặp sẽ đổi phòng nhau. Như vậy là cặp kia chắc chắn cũng dính luôn đúng không? Cặp kia đi Đà Lạt xong thì lại không may mắn như vậy. Lại chia tay. Vậy là cái lời đồn của em là chính xác ư? Có nghĩa là có thể đúng và cũng có thể sai. Cũng có thể đúng, 50-50. Nói chứ, nói vậy thôi, ăn thua do mình hết á. Đúng rồi chị ơi. Thua do mình hết em ơi. Rồi thôi, nay hai đứa là làm đám cưới được mấy năm rồi cưng? Dạ thì hai đứa em thì tính tới hôm nay là 9 ngày nữa là tròn 2 năm. Son quá ha. Rồi một bé gái. Dạ. Ủa sao biết hay vậy? Nói đó, cái phần quà là con mèo gì đó là là bé gái, bé gái đó. Nhưng mà cậu hôn ở đâu? Thực ra thì tụi em sao ta, tụi em không, do là bác sĩ kêu cưới á, cho nên là nói là cầu hôn á thì cũng không phải là cầu hôn gì hết. Tại vì tới đó là anh phải cưới rồi chứ giờ biết sao. Mấy tháng, mấy tháng lúc đó phát hiện là mấy tháng? Lúc mà em phát hiện ra là 6 tuần rồi. 6 tuần rồi. Là giờ phải cưới thôi, không nói năng nhiều. Không có lãng mạn không? Lúc mà mới quen là tặng con mèo đó, mà cầu hôn thì có tặng tới gì? Thật ra là cầu hôn đâu, nếu mà nói là cầu hôn mà chuẩn bị hoành tráng là không đâu. Tức là đã sắp xếp đám cưới rồi thì cách đó trước cái ngày cưới mấy ngày đó thì anh lại chở em ra quận 2 lần nữa. Thủ thêm nữa đúng không? Dạ không, bên cái đó là gọi là theo trên Google á là nó là đảo thần tiên.
À, dạ, thì cặp bà xong đó thì em có, bữa đó thì em có mua một cái cành hoa hồng, hồng rất là to. Thì ra đó thì em cũng cầu hôn bạn. Thì cầu hôn bạn thì bạn cũng đồng ý. Sau này thì cái cành hoa hồng đó thì tụi em giữ cũng rất là lâu. Thì nó sau này nó cũng bị hư hại rồi, tụi em cũng bỏ nó rồi. Hoa hồng giải hay sao? Hoa hồng tươi. Dạ, hoa hồng tươi. Thì đó em phơi khô, dạ, em để lại đó. Nhưng mà cũng được một thời gian thôi, sau này do là hai vợ chồng chuyển nhà thì kia thì nó không còn. Dạ. Rồi. Vậy là các bạn vậy là okay vô rồi. Tới cái phần cái... Nói chung á là hai đứa là làm đám cưới sau đó một năm, đúng không? Là do bác sĩ biểu cưới. Dạ. À, thì có gia đình hai bên á có khó chịu về cái việc này hay không? Dạ thì thật sự thì gia đình hai bên cũng không có khó chịu gì về hai đứa. Tại vì gia đình cũng hiểu, cũng thương hai đứa. Cho nên là hai đứa xin phép cưới thì gia đình cũng đồng ý. Vậy là thuận lợi quá rồi. Dạ. Vậy là mối quan hệ giữa hai bên nội ngoại là đều thuận thảo, vui vẻ và hiểu nhau hết đúng không? Dạ, dạ, vậy là quá đâu có gì để đâu hỏi. Rồi bây giờ đến cái phần quan trọng nè. Các bạn khai trương cái phần tò mò. Dạ. Không phải tò mò nhưng mà nó em sao nó, đó. Nó máu lắm chị, nó hăng lắm chị, nó hăng tiếc lắm. Tại vì lâu lắm mà không hỏi câu này. Dạ. Hai đứa ở với nhau 2 năm mà có tật xấu gì không? Đó, đại hội dịch mặt đó, cái thứ này thì cái lâu lắm rồi không hỏi chị. Dạ. Sao nè, tật xấu của ấy là gì và tật xấu của ảnh là gì? Dạ, tật xấu của chồng em á thì phải nói là anh này á thì ảnh là kỹ tính, nhưng mà ảnh kỹ tính combo với cái vụ mà hay quên. Đã kỹ tính mà còn hay quên nữa. Quên, có nghĩa là ông kỹ quá rồi ông không nhớ. Đúng là ông không để nhớ đâu. Để đồ đúng đạc không? Coi như là cái gì quan trọng là ông cất rất là kỹ, mà ông cất xong ông quên không luôn. Nhớ là để đâu. Bực bội rồi lại còn bị cặp nữa, bị cặp nữa rồi bắt đầu là giận cá chém thớt. Bây giờ điển hình một sự cố nào đó mà nó thật đáng yêu kể cho anh nghe coi. Đáng yêu gì? Cái đó đáng ghét chứ sao đáng yêu được em. Không lẽ bây giờ mình dùng từ đáng ghét đúng không? Thật ra là ảnh là thường xuyên luôn, có cái lần mà cái giấy xác nhận mà tiêm vaccine Covid đó. Thì lúc mà ảnh đi tiêm ảnh chở em á thì ảnh có nói với em nè, em ơi nhớ về nhắc anh là cất cái tờ giấy này cẩn thận nha em. Đó thì em cũng nói, em cũng nhắc ảnh là cất tờ giấy này cẩn thận, là mới tiêm mũi một thôi. Xong em cũng không biết ảnh cất ở đâu, thật sự là không biết ảnh cất ở đâu luôn. Sau tới cái ngày mà tới muốn đi tiêm mũi hai rồi đó, bắt đầu là đã, mà lúc đó tụi em mới cách ly rất là lâu rồi, cho nên là để tìm lại cái tờ giấy đó là thật sự là đã khoảng ba tháng luôn rồi đó. Quên luôn rồi. Xong rồi sao nữa? Đó bắt đầu sùng lùng sục lên đi tìm tới tìm lui, bới hết chỗ này chỗ kia ra mà tìm. Rồi mà vẫn tìm không ra nha. Anh tìm không ra, cả anh đâm qua anh quạo. Anh quạo dữ lắm luôn. Anh nói tức thiệt, sao mà cái này hay là em để đâu, hay là em có dục của anh không, hay này kia đó. Anh cứ nói em như vậy. Mà cuối cùng ra, thật sự ra cái tờ giấy đó là anh còn để trên cơ quan, còn chưa đem về nữa. Rồi, cái đó là một tật xấu. Rồi, tiếp theo. Còn tật xấu nữa của anh này là kỹ tính mà hay quên nha. Đó, kỹ tính hay quên, nóng tính là ba tật rồi đó. Anh này thì ảnh nóng tính lên đó thì ảnh lại có những cái lời lẽ không kiềm chế rất là làm tổn thương em. Ví dụ anh thì cũng khá là, nói chung là cũng là gia trưởng đó, anh muốn em cái gì cũng phải làm theo ý của anh. Tức là sau khi mà hai vợ chồng, tức là hai vợ chồng cũng có sự trao đổi qua lại với nhau nha, nhưng mà chốt lại là phải làm theo ý anh. Còn nếu mà không làm theo anh sẽ nói em như nè, em có biết làm vợ không? Là tổn thương đó, phải không? Là tổn thương, cái câu nói đó là em cảm thấy tổn thương cực kỳ luôn. Tại vì nếu mà em không biết làm vợ thì ai là người biết làm vợ để anh cưới em về làm vợ? Đó, đúng rồi đó. Còn không mày hỏi mà em làm mẹ kiểu gì vậy? Em biết không, phụ nữ ngộ lắm, đôi khi không phải là không cần là phải chửi thề hay là đập bàn đập ghế hay gì hết trơn á, mà những cái câu nói nó rất là nhẹ thôi nhưng mà nó tổn thương kinh khủng lắm. Bởi vì nó bao hàm những cái mà nó đụng đến cái thiên chức của một cái người phụ nữ á. Thành ra là người ta bị tổn thương dữ lắm. Mà mình, tại vì nhiều khi em nói á, em không nghĩ cái điều đó sẽ làm cho vợ tổn thương, bởi vì nó đâu có, thứ nhất là nó không có lớn tiếng, thứ hai là nó không mang ý nghĩa là nó dung tục, đúng không? Nhưng mà thực sự những cái câu nói đó nó làm cho tối về ngủ không có được á. Dạ đúng rồi. Đó là tại vì sao? Suốt một thời gian ở với chồng, đẻ con cho chồng, chăm con cho chồng ha, lo cho chồng. Như thế tự dưng bây giờ hỏi một cái câu gần như là sổ toẹt hết, đúng không? Đúng rồi. Đó cho nên là rất là lợi. Em nghĩ tới cái cảm giác mà lúc rồi đó cô giận lên, cô hỏi anh có biết làm chồng không, rồi trả lời sao. Thật sự nói là nó rất là đúng, mình đồng cảm với cái vấn đề mà chị Vân vừa nói. Rồi tiếp theo đi, còn gì nữa không?
tính ra thì ảnh chỉ có những cái tính như vậy thôi, chứ chồng em là người đàn ông tuyệt vời, hiếm có, khó tìm, không có được người thứ hai như vậy đâu. Thật sự ảnh chỉ có cái tính như vậy thôi. Ý là bốn cái đó rồi đó mà là tuyệt vời, hiếm có, khó tìm, bây giờ mà em bỏ luôn bốn cái xấu đi là em coi như là vô địch luôn, coi như là kiếm giống như đếm sao trên trời không có luôn đó. Tuyệt chủng luôn đó. Dạ. Rồi bây giờ tới em nè. Nhưng mà khoan chị hỏi chút xíu nữa, cái gia trưởng á, cái em có thể nói một cái câu chuyện gì mà nó liên quan tới gia trưởng một chút xíu không? Tại vì theo như là em nói hồi nãy á, thì chỉ là biết như vậy thôi, chứ còn á, để chị xem là thực sự anh có gia trưởng hay không để mà chị mới chia sẻ với em được. Điển hình là một câu chuyện. Tại vì chị nghe giọng nói của bạn này ha, chị nhìn cái khuôn mặt của bạn này á, thì chị không nghĩ bạn này là gia trưởng đó. Có câu chuyện nào không? Thật ra mọi cái vấn đề mâu thuẫn của vợ chồng em nó bắt nguồn từ cái lúc mà em sanh em bé ra. Thì lúc mà em sanh em bé ra như vậy á, thì tâm lý của phụ nữ mới sanh cháu xong á, thì nó rất là muốn gần gũi với lại người thân của mình. Thì cái giai đoạn đó của là khoảng tháng 3 2020 là cũng là dịch Covid luôn, dịch Covid lần 1. Thì thật ra là cũng vì vấn đề kinh tế, hai vợ chồng em ở trọ này kia đó mà hai vợ chồng em ở riêng nữa, cho nên là không để ảnh chăm sóc em này kia cũng rất là khó khăn. Cho nên là ảnh muốn là gửi em về với quê nội. Một mình em về với quê nội thôi với em bé, còn chồng em thì ở đây. Nhưng mà thì em thì không muốn như vậy. Với lại một phần là do em cũng chưa từng làm dâu nữa. Cái thời gian mà em, từ lúc mà em quen chồng tới lúc em cưới chồng, thực ra là em cũng có về với quê chồng cũng mấy lần, nhưng mà không có nhiều thời gian để gần gũi với, thật sự là không có nhiều thời gian gần gũi với ba mẹ bên chồng lắm đâu. Thì còn mẹ em, lúc đó thì mẹ em cũng đã mở lời á, là muốn đưa em về chăm sóc em, mẹ ruột em nha. Muốn mở lời là muốn em ở đây để bà chăm sóc. Nhưng mà chồng em không. Nhất quyết là đem về dưới quê để cho ông bà nội chăm sóc. Rồi giờ chị hỏi em chút xíu, sao vậy em? Bộ em không có biết đến cái chuyện là lúc nào cũng vậy hả, con gái mà lúc sanh á là luôn luôn là mẹ ruột á, mẹ ruột là cái người mà cần phải có mặt để mà đỡ đần cho con mình. Em có nghe những cái chuyện về như vậy không? Dạ thì thật sự thì em cũng có nghe. Nhưng mà lúc đó thì trong cái suy nghĩ của mình á, thì mình cũng hơi ích kỷ chút xíu, là mình cũng muốn cho ông bà dưới quê là gần gũi cháu xíu. Thì lúc đó là mình cũng quyết định như vậy. Thì sau này thì em cũng có ngồi lại mà suy nghĩ, thì mình mới nói là sao mà mình độc đoán quá, mình không có suy nghĩ được cho người thân. Dạ thì đó là một cái mà em cũng gây gức tới bây giờ. Sau này mình ăn hẳn đó, phải không? Mình ăn hẳn tới giờ đó. Cuối cùng là lúc vợ đó không có về. Về bên nội. Vâng, về bên nội. Lúc về. Đó là em stress dữ lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Tại thật ra ra là em về với đó mà ở một nơi mình chưa từng ở nè. Rồi thật ra ông bà nội thì cũng hiền, cũng không có bắt em làm việc nhà gì hết, cũng không có phải là khó khăn gì em, nhưng mà mình chưa, thật ra là mình cũng chưa có quen với lại ban ngày ông bà còn đi làm nữa. Thì chỉ có em ở nhà với lại em bé thôi. Mặc dù là nói là về để cho ông bà chăm sóc, nhưng mà ông bà chỉ có thể phụ em cái lúc mà tối thôi, còn ban ngày là hoàn toàn do em mà đã ở một mình rồi với con, mà ở một nơi rất là lạ, không biết đường xá, không chỉ biết cái nhà của mình thôi, chỉ biết cái phòng của mình thôi. Trời ơi, em căng thẳng mà em stress kinh khủng khiếp luôn, không có bạn bè. Em ở dưới bao lâu? Khoảng 4 tháng. 4 tháng. Cũng may 4 tháng là về lại với chồng đúng không? Dạ đúng rồi, 4 tháng thì em quay về thành chứ phố. Chứ còn em mà giam nó 1 năm là nó khùng luôn đó. Nhưng mà dầu gì thì chồng em cũng nói đó là cái quyết định nói chung của anh cũng rất gây rứt đó. Ăn hẳn tới giờ đó. Thôi chắc có lẽ là hai vợ chồng cũng đã nói với nhau về những cái việc đó xong hết rồi đúng không? Giải tỏa hết rồi đúng không? Rồi bây giờ tới phần em. Quay trở lại với cái câu chuyện của cổ. Những tật xấu của cổ là gì? Dạ thì vợ em á thì có tật xấu là nóng tính. Dạ. Nóng còn, luôn, cũng em nóng luôn, hai chồng kiểu đều nóng hết luôn. Ơi. Dạ. Mà khi bạn hay nóng tính á, thì bạn hay hay giao tiếp mà kiểu hơi lớn tiếng với lại người nhà. Dạ. Thì cái đó thì hơi nóng tính. Ủa hai vợ chồng là ở riêng hay là có chung với ai không? Dạ thì hai đứa em ở riêng nhưng mà ở gần nhà ngoại. Dạ. Lớn tiếng với bên gia đình ngoại luôn. Thì cũng không có lớn tiếng gì mấy, nhưng mà bạn nói chuyện thì lúc đó em cảm thấy là hơi bị cọc cằn xíu, hơi cọc cằn với người thân. Rồi hơi cọc cằn nóng tính rồi đó. Dạ thì còn một cái nữa là bạn cũng hơi ít làm việc nhà, hơi làm biếng xíu. Dạ né chỉ làm biếng phải không? Dạ hơi ít làm việc nhà. Thì mỗi lần mà em đi làm về em mệt mà em thấy nhà bừa bộn thì em lại phát cọc. Em cọc lên thì em cũng làm.
Em cũng làm mà em làm thì em lại càm ràm. Làm mà cọc là ổng. Dạ. Còn này là không làm. Đó. Dạ. Rồi. Rồi mà mỗi lần mà em nhắc nhở bạn á là phụ làm việc nhà chút xíu thì bạn lại giận. Bạn vẫn làm nhưng mà bạn lại giận mâm sáng chén. Giận nữa. Dạ thì giận. Bạn cũng hơi khó chịu. Vẫn làm nhưng mà cũng hơi khó chịu. Dạ. Thì cũng chính vì đó mà hai đứa cũng hay xảy ra mâu thuẫn lắm. Mâu thuẫn là chúng chỉ với việc nhà nhỏ nhỏ vậy thôi. Có khi nào mâu thuẫn mà coi như là hăm he rồi ly dị chia tay rồi ly dị rồi này kia? Dạ có. Ai ai bên nào bên dạ, nào? Dạ vợ em thì đòi ly dị. Nhưng mà em nói với vợ là em hãy suy nghĩ cho con. Tại vì con còn quá nhỏ, nó mà mất cha mất mẹ thì không phải mất mà là xa rồi xa, xa mẹ, cha mẹ thì nó thiếu thốn tình thương tội lắm. Dạ thì em cũng khuyên thì mới đầu bạn này cũng cương quyết lắm. Dạ thì cương quyết thì khuyên rồi không nghe thì cái em lại em ôm cái rồi thôi. Dạ thì em ôm cái thì bạn này cũng xìu xuống. Dạ nhưng bây giờ em bé thì có được ngoại hỗ trợ đỡ đần cho hai đứa để đi làm không? Dạ có, thì ra ban sáng thì em sẽ gửi con cho bên nhà ngoại cũng gần đó thôi. Để cho ngoại phụ chăm thì tối hai vợ chồng đi làm về sẽ đón về. Con nội vậy là rồi. Ở dưới quê lận đúng không? Dạ, nội là ở đâu? Dạ nội em thì ở dưới quê ở Vĩnh Long. Dạ. Cưng ông nội cưng cháu không? Dạ rất là ông bà, nói chung là bên nội bên ngoại đều rất là cưng. Đều rất là cưng đúng không? Dạ. Trong khoảng thời gian này thì chắc chắn là tạm thời là không gặp nội khoảng thời gian nữa. Dạ, mà hy vọng là qua dịch rồi thì chắc có lẽ là đi lại thuận tiện rồi thì chắc là bà bồng bế lại về nội chơi thường xuyên. Không, bởi vậy á, mới nói là nhân cái cặp của tụi em á, muốn chia sẻ một chút xíu với các cặp vợ chồng son, nhất là cái thời điểm mà thực sự gì nè, cái vấn đề á, mà khi cái người phụ nữ em, cái người phụ nữ á, khi người ta mới sanh á, thì cái người mà người ta cần nhất đó là chồng bên cạnh mình, cái thứ hai nữa là mẹ ruột. Đó là hai cái người mà không thể thiếu được. Em biết ông chồng là về mặt tình cảm, về mặt sẻ chia. Còn cái người mẹ ruột là gì em biết không? Khi sanh xong nó nhiều thứ lắm, không phải làm việc không. Nó có những cái tế nhị của phụ nữ mà chỉ có mẹ ruột mới có thể hỗ trợ được thôi. Em hiểu không? Đó thành ra là chị nghĩ là hồi đó chắc là em cũng muốn là cháu nó phải thân thiết với bên nội, đúng không? Dạ. Để cho nên là chị nói em làm gì làm lá rụng về cội, nội ngoại của nó cưng lắm. Hả? Ông bà cưng nó là nó sẽ cưng với ông bà thôi. Cho nên các cặp vợ chồng son á, thì mai mốt á, nếu mà vợ mình có sanh á, thì né trường hợp giống như bạn chồng bên đây nghe, là tại vì cứ để những cái thời gian đầu phải để cho mẹ ruột ở gần với lại vợ của mình là hay nhất. Rồi. Là cái tâm lý sẽ giải tỏa. Rồi bây giờ em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ thì đầu tiên thì em cũng mong muốn vợ thay đổi là cũng bớt nóng tính lại, mình nói chuyện với nhà thì mình cũng nhỏ nhẹ xíu. Dạ vậy thôi. Cái nữa là nếu mà có thể có thời gian á, thì phụ giúp em xíu là dọn dẹp nhà xíu, bớt làm biến lại đúng không? Heo rồi. Dạ. Heo đó. Dạ còn lại thì nói chung là vợ rất là biết yêu thương gia đình. Dạ cũng chịu học hỏi, nó cũng nói chung là cũng ok rồi. Dạ nghe nè, bây giờ còn chạy rap nữa không? Dạ thì tạm thời bây giờ thì em không chạy nữa. Em chỉ tập trung là làm ở cơ quan. Dạ với lại là em làm những bà em làm kỹ thuật bảo trì cho những cái người quen. Dạ làm kỹ thuật bảo trì mệt lắm. Em bảo trì về cái gì em? Về dạ điện. Thì em chuyên về bên máy lạnh gia đình. Dạ rút lấy số luôn. Lấy số á, lấy số. Nhà em ở đâu? Nhà em thì ở bên phường 3 quận 8. Dạ. Quận 8 chạy qua quận 10 gần, mà lên thành phố Thủ Đức hơi xa. Ừ, thành phố Thủ Đức hơi xa, nhà chị Túc Thủ Đức. Rồi nhà mấy nay máy lạnh chảy nước quá em ơi. Rồi còn em mong muốn xã thay đổi điều gì? Em thì mong muốn ông xã thay đổi về cái vấn đề là anh có nóng giận em cỡ nào cũng được, nhưng mà đừng có bao giờ nói em những cái lời như vậy. Những cái lời mà đụng chạm vô cái tự ái của em là em không có chấp nhận được. Và nhiều lúc em có khi là em không bình tĩnh được là em sẽ xảy ra những cái vấn đề mà mình không còn kiểm soát. Không còn kiểm soát, đã từng một số lần em như vậy rồi. Và em biết là em muốn anh thay đổi cái điều đó. Còn cái thứ hai nữa là anh hay bị dễ có cái suy nghĩ tiêu cực á, hay kiểu giống như là bị miễn dịch kém với thông tin đó, hay nghe người này người kia đó nói này nói kia là hay suy nghĩ tiêu cực. Rồi khi tiêu cực ra thì lại nói những cái lời không hết, lại hay ho với người khác, không nói lời hay ho với người khác, cho nên là nó ảnh hưởng tới công việc anh rất là nhiều. Nên là em cũng muốn là anh thay đổi cái điều đó để cho cuộc sống mình nó tốt hơn. Có lẽ hai người đều mong muốn nhau á, là lựa lời để mà nói trước khi mình nói đó. Nói chung bây giờ cuộc sống giờ là vậy đó. Nhưng mà mình nói sao ta, vì không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đó. Ừ đó, thì
đúng là vợ em nói đúng đó, có nghĩa là vậy nó sẽ mang lại nhiều những cái tốt cho mình hơn. Rồi thôi, chúc cho em hai vợ chồng ha sẽ luôn luôn thuận thảo thấu hiểu nhau và luôn nói những lời yêu thương với nhau nha. Với lại em á, đừng bao giờ suy nghĩ những cái gì nó tiêu cực nữa. Cuộc đời nó có rất nhiều thứ để chúng ta suy nghĩ. Vốn dĩ cuộc sống này ngày càng khó khăn, cho nên hãy suy nghĩ những gì nó tích cực và nó mang đến cho chúng ta thật nhiều năng lượng để có sức khỏe để mà làm việc. Em bây giờ là siêu nhân rồi đó nha. Đã ép không là hết bệnh là em đã có kháng thể tự nhiên rồi, em lại còn được chích hai mũi nữa là em giờ là vô địch đó. Rồi chào hai em, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Rồi, cảm ơn. Ok, bốc thăm trúng thưởng luôn.